Anh ơi, về giờ cứ ô mà anh có phải là chương trình sắc của tên Bí Quyết Đẹp Trai không anh? Anh đừng sắc cho em đi, anh vừa bị người yêu bỏ xong. Như các bạn thấy thì anh chàng này khá là đen, do tính chất công việc giao hàng ngoài trời cộng với việc không chăm sóc bản thân khi ra ngoài như bôi kem chống nắng cũng như là đồ chống nắng nên là làn da cũng khá đen, da mặt có những lớp sừng gồ ghề. Vì không được tẩy da chết nên mình đã lựa chọn sản phẩm tẩy da chết White Truffle để loại bỏ lớp sừng trên gương mặt, giúp da mặt nhìn thông thoáng và sáng hơn. Tiếp theo là đến bước làm sạch da, do mặt khá là bẩn do đi đường bụi bặm bám vào, mình đã lựa chọn sử dụng em Skin and Doctor Cham Cha để làm sạch sâu cho khuôn mặt nhìn sáng hơn. Mái tóc buông dài quá chán khiến cho anh chàng này cảm giác nhìn rất luộm thuộm. Cũng như là để thay đổi hoàn toàn phong cách cho bạn, mình đã lựa chọn cho bạn kiểu tóc soft whip. Kiểu tóc này thì rất phù hợp với khuôn mặt trái xoan hay là kim cương. Để thêm phần nổi bật cũng như là sáng da hơn, mình đã lựa chọn cho anh chàng này đó chính là màu hồng neon để cho mùa hè này thêm hot. Với một khuôn mặt hiền như này, để thêm phần cá tính và khác biệt hoàn toàn thì mình đã lựa chọn cho anh chàng này một phong cách cực bad boy với một chiếc áo màu đen cộng với một chiếc quần jean rách gối. Thêm một màu tóc chất như này thôi thì đã đến lúc nổi loạn rồi. Này là 20 nè, 10 nè, đi đường quyền không? Chương trình lột xác của kênh Bí Quyết Đẹp Trai mời anh ra lột xác. Chờ để anh tránh miếng ăn. Đi đâu cơ? Mái tóc cũng khá thô sơ vì không được chăm sóc tử tế. Mình đã lựa chọn dầu gội TZ để phục hồi lại phần tóc khô sơ và nhiều gàu của Hiếu. Da mặt cũng khá sạm và rất là nhiều mụn ẩn. Mình sẽ dùng sữa rửa mặt acid giúp đẩy mụn ẩn và sáng da mặt hơn. Thì anh chàng này có một khuôn mặt khá dài, phù hợp với kiểu tóc side part này. Với kiểu tóc này sẽ giúp khuôn mặt của bạn nhìn thanh thoát hơn và che đi được khuyết điểm mặt dài. Cao, bờ vai của Hiếu cũng rộng, nhìn anh chàng này cũng khá cân đối rồi. Chỉ cần lựa chọn cho anh một bộ quần áo nhìn Hàn Quốc nhẹ nhàng một chút thôi là rất đẹp rồi. Сегодня будет туса, я сегодня напьюсь, я сегодня будет туса, я сегодня напьюсь.
Ở đây mình đã lựa chọn cho Hiếu một chiếc sơ mi màu trắng và một chiếc quần jean rách màu đen để tôn dáng